chào các bạn đến tin nhanh 24/7. BMW S1000 ER2.9 nâng cấp siêu đỉnh với cấu hình full carbon. Các chiếc BMW S1000 ER2.9 là một trong những gương mặt vô cùng mới mẻ phân khúc 1000 phân khối hiện nay, với một cái thay đổi toàn diện về mặt hình thức, thiết kế cũng như hiệu suất động cơ. Tuy nhiên vẫn có một cái vài tín đồ yêu thích phong cách cũ và cho rằng cái diện mạo mới của chiếc BMW S1000 ER không có cái điểm nhấn đặc trưng ở phần thiết kế. Hy vọng chiếc cái bản nâng cấp hôm nay sẽ làm cho những ai còn chưa thích phải chấp nhận về một cái vẻ đẹp tuyệt vời của cái chú cái mặt 2019. Bỏ qua thiết kế bất đối xứng thường thấy ở hai chiếc đó, các chiếc S1000 ER 2.9 sở hữu cho mình một diện mạo tương đồng về mặt thiết kế. Cụ thể là hệ thống đèn pha đã chuyển sang cái công nghệ dàn LED cạnh tranh với các hữu hiện nay, tối giản những chi tiết khiến thân xe trông là gọn gàng và nhẹ nhàng hơn, cân bằng hiệu suất sức mạnh hoàn toàn mới với cái trọng lượng của xe. Với những cải tiến trong năm mới dường như đã quá hoàn hảo và người sở hữu các chiếc xe trong lý hôm nay chỉ đổi cái cấu phụ kiện carbon fiber giúp chiếc xe trở nên đặc thẩm mỹ và nhẹ nhàng hơn. Đây cũng là một cái chủ đề cho cái bản độ hôm nay. Cấu phụ kiện này không những có cái độ cứng tương đối cao mà trọng lượng cũng vô cùng nhẹ, kiên được áp dụng trên những hình xuất bay giới hạn hoặc trong những cái cuộc đua quốc tế. Vì vậy các thành phải bỏ ra để sở hữu cái dàn áo này không hề đơn giản, chỉ giá ước tính có thể bằng 1/3 giá trị xe. Tiếp đến là có phụ kiện từ cái hiệu của Alpha Racing xuất hiện ở vô số vị trí như khi đông lái, tay thắng và con khung phụ ở sau, bộ số gãy vân, giúp việc lắp đặt này cũng giúp giảm cái trọng lượng đáng kể cho chiếc xe độ. Cái phần thân dưới được sửa đổi mạnh mẽ với cái bộ mâm OZ Racing, trang bị cho mình cái dàn ống xả Anovis Carbon giúp phát huy hết cái hiệu suất động cơ đang có. Và giá của chiếc BMW S1000 ER 2.9 phiên bản mới đang bán ở thị trường Mỹ được công bố mức giá 17.000 USD, tương đương là hơn 400 triệu Việt Nam đồng. BMW H14 hoàn hảo hơn với gói nâng cấp siêu đắt tiền. Cái chiếc BMW H14 là cái phiên bản hiệu suất cao của cái chiếc S1000 ER từng được sản xuất và ra mắt trong những năm 2002 đến 2014 với cái số lượng giới hạn và những trang bị cao cấp đến từ cái đường đua. Mẫu xe này đã đem lại cái niềm cảm hứng tột độ cho những tín đồ của nhà BMW Motorrad từ trước này. Mặc dù đã bị ngừng sản xuất nhưng vị trí của nó hiện tại vẫn được những người chơi đam mê và có vô số bản độ được ra đời và lưu giữ đến tận ngày hôm nay có mức giá cực cao về mặt kinh tế lẫn hình thức cũng như cái sức mạnh. Cái mẫu BMW H4 độ trong lúc hôm nay còn làm cái chút cái mặt hiệu sức cao, đặc biệt còn sót lại trong cái làn xe độ. BMW H4 sở ngoại hình độc tôn, thiết kế bất đối xứng tương tự như cái phiên bản là S1000 ER đầu tiên. Cái màu trắng xanh không nhận lẫn vào được, đi cùng với đó là cái tông màu đặc biệt này. Chủ sở đã trang bị chiếc xe không ít những món đồ chơi đẳng cấp, cái kính chắn gió Mercon Racing, chụp chiếc kính latex, cụm phanh Rainbow Crossy, cụm con TFM Made in Italia giúp giảm cái cân nặng của xe đến mức tối đa. Bản thân cái chiếc xe này còn được nâng cấp một cái cặp mâm OZ Racing, để trước Rainbow, phanh trước Rainbow Nikkei C4 AX, Agile Health, bấm mắt dầu S, đĩa sau của Arasim, phanh sau Rainbow Bridge 2 bit đối xứng. Hoàn thiện chân dung cái chú cái mặt trong clip hôm nay có rất nhiều món đồ chơi lấp đầy cái sự thiếu sót của nhà cung cấp BMW Motorrad như cái bộ bên đạp Rainbow Bridge, ống xả Optim Racing Full System, ốp carbon burger. Và giá của chiếc BMW H14 từng được sản xuất giới hạn ở trên toàn giới, mức giá của phiên bản này rơi vào khoảng 20.525 USD tại thị trường Mỹ, tương đương là hơn 474 triệu Việt Nam đồng.
cảm ơn các bạn đã dành thời gian để trực tiếp nhớ like subscribe.